Cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre vừa bắt giữ chín đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tỉnh Bến Tre thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn, đáng chú ý tuổi đời của các đối tượng đều còn rất trẻ chỉ từ khoảng 15 cho đến 20 tuổi. Sáng ngày 16 tháng 3, Công an huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre nhận được tin báo trên địa bàn xuất hiện liên tiếp xảy ra hai vụ cướp tài sản với tính chất manh động và nguy hiểm. Sau 3 giờ tổ chức tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt được hai đối tượng là Phùng Thái Quy và Nguyễn Hoàng B, cùng sinh năm 2006, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận vào sáng 16 tháng 3 đã cùng nhiều đối tượng khác rủ nhau từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre. Trên đường đi qua huyện Dòng Trơm, các đối tượng đã chặn đường một người phụ nữ dùng dao đe dọa rồi cướp một điện thoại và 200.000 đồng. Đi được một đoạn, các đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế để cướp một xe máy của hai người đi đường khác. Sau khi thực hiện liên tiếp các vụ cướp, nhóm đối tượng quay xe đến tẩu thoát về thành phố Hồ Chí Minh. Từ lời khai của các đối tượng, công an đã truy bắt thêm các đối tượng là Ngô Chí Ca, 16 tuổi, Huỳnh Thanh Thúy, 18 tuổi, Lê Đạt Tây, 15 tuổi, Nguyễn Hoàng B 15 tuổi, Trần Đăng Hoàng Hải, 19 tuổi, Trần Văn Phước, 17 tuổi, Huỳnh Thanh Ngân, 20 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh hiện chiếc xe máy bị các đối tượng cướp được đã được công an thu hồi vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật